Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú đã ra thông báo về việc điều tiết, phân luồng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường tỉnh 945 mới phục vụ ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú, đua xuồng tranh cúp truyền hình An Giang và báo An Giang lần thứ nhất năm 2023. Theo kế hoạch, các hoạt động ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú, đua xuồng tranh cúp truyền hình An Giang và báo An Giang lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2023 trên tuyến đường tỉnh 945 mới. Đoạn từ kênh 9 đến kênh 10 thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú với nhiều hoạt động vui chơi giải trí như đua xuồng, gian hàng ẩm thực, trang trí bè nổi, trò chơi dân gian, việc giả người cao tuổi, văn nghệ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra ngày hội, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú thông báo đến các chủ phương tiện, người tham gia giao thông từ ngày 27 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2023 khi lưu thông qua khu vực từ kênh 7 thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đến kênh 11 xã Thạnh Mỹ Tây cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.